이거 우리 그 공부했던 거 앞부분에 한번더 하고 올게요. 이거 그 간단한 문장이에요. 일상생활에 관한 세계 문장. 하이 무이 까오. 도이세 독 까오. 핵심은 이러한 일상 표현을 실험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 여기 아침부터 밤까지 일상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 네. 네. 핵심은 이러한 일상 표현을 시험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 여기 아침부터 밤까지 일상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 네, 또 비행기. 네, điều quan trọng là thử nghiệm với những cách diễn đạt này. Vì việc luyện tập sẽ cải thiện kỹ năng trò chuyện và hiểu biết của bạn. Diễn đạt bản thân rõ ràng trong một ngôn ngữ nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn luyện tập. Dưới đây là 20 câu có thể giúp bạn mô tả thói quen hàng ngày của mình trong ngôn ngữ đích. Điều quan trọng là kinh nghiệm tối những các diễn đất ngại vì việc luôn tập sẽ cải thiện kỹ năng tiếp truyền và hiểu biết của bạn. Điều đất bạn đang dô dàng trong một ngôn ngữ nước ngoài sẽ cho nên dễ dàng hơn khi bạn luôn tập. Rồi, đây là 20 câu có thể giúp bạn một và tôi quyền thắng lại của mình trong nông nữ tích. Né, à xong, Điều quan trọng, 이거 중요한데요. 뜨니엔 보이 각이딱 나의 대된 젠딱 표현? 이 표현, 에? 네, 젠딱 표현 아니에요, 표현? 네, 맞아요. 에, 이 표현. 예, 이 표현으로 뚜니엔 뚜니엔 이냐 라지 뚜니엔 Diễn đạt này vì luyện tập tự뚜니엔 nhiên뚜 là자연. 아아 자연에 대한 아니 뚜니엔 Thử nghiệm đó.예예예 Thử nghiệm. Thử nghiệm là điều quan trọng gì nhỉ? Si hom à si si đầu à? à Si시도 đầu.시도 아, 아 시도하는 것은 중요합니다. 왜냐하면 연습을 할수 있어요. 조첸 그 대화하는 기술을 개선할 수 있는 연습을 할수 있고 이해할 수 있어요. 당신의 이해와 대화를 개선할 수 있기 때문입니다. 젠다 표현이 만 단로 조장 명확해요. 뭐 농누 외국 언어로 더 쉽게 당신이 루엔탑 연습할 때더 쉽게 할수 있어요. 표현을 듀다일라 이렇게 해서 20개의 문 여기에 듀다일 여기에 20개의 문장이 당신이 나 일상생활에 언어 사용하는 당신의 일상생활을 도와줄 거예요. 네. 네. 이번엔 네가
tiếng Việt Tiền. về kia tôi sẽ ấy anh Ơ. này này Nè. Việc quan trọng là thử nghiệm những cách diễn đạt hàng ngày. Ơ. Si chứ đâu hòm hà nè tảo. chú Si nhẹ hòm nhẹ hà tảo. nhẹ Si nhẹ mà tô ta hà kí tảo. thể à kí thể Hải lai ố. anh kí thể á chứ đâu y coi chờ này ô quá hạt quá khóa quá hạt xí gà này hai người chứ đâu 실험해 보세요. 뭐 그런 거. 시도해 보세요. 비슷한데 약간 달라요. 시도는 try, 고강, 고강, 시도. 노력하다, 고강. 실험 là tu nghiệm, tu nghiệm. 네. Nè. Việc quan trọng là thử nghiệm với những biểu hiện hàng ngày, với những cách diễn đạt hàng ngày như thế này, và thông qua thông qua luyện tập thì có thể tăng cái năng lực đối thoại và năng lực hiểu biết. Cái việc mà diễn đạt bản thân một cách bằng tiếng nước ngoài này một cách rõ rệt thì càng trở nên dễ dàng hơn để luyện tập và đây là 20 câu Là hai một mà câu có thể tu từ tu từ sáng đến đêm, từ đến sáng đến tối đêm có thể giải thích hàng ngày routine là hàng ngôn ngày ngữ đích à, routine routine là ngôn hàng ngữ đích ngày trong cuộc sống, tôi quên thói quên quen hàng ngày trong ngôn ngữ đích, giải thích mô nè tả, nè giải thích soi mèo, giải thích nè mô tả. nè ok 일상 표현을 위한 20 문장 아침부터 밤까지 아 이거 아 내가 아그 리가 읽으면 내가 티잉베스로 한번 얘기해 볼게요 한국어 네. 읽으면 내가 티잉베스 얘기해 볼게요 네. 이상 표현을 위한 20 문장 아침부터 밤까지. 아, 하이 무이 가오 조어 자이 닷주 자이 닷 항나이 뚜상 드랭 도이 Thứ nhất là 나는 매일 아침 7시에 일어납니다. 아 도이 자이 도이 잣 자이 아 모이 상 lúc bay chiều mà sao Mà chào. ok Ilo 일을 닫고 세수를 합니다. ok à, 어려운데 뭐가 뭐가 아 sau tôi dạy tôi đang à, không biết ít tắc có sẽ số 뭐라고 해요 이를 닫고 là 치장치예요. 아, 장치, 아, 장치. 장장치가 đánh răng냉장, 세수합니다. 냉장. 세수 là 세수는 rửa mặt 예요. 아, 저 막, 아, 얼굴. rửa Joe는 mặt 청소하다. 얼굴 청소. 저 막. 오케이. 깨끗하게 하다. 저. 저 막. 아, 장치, rửa mặt ba 저 막. 네, 알겠어요. đánh răng và rửa mặt, Răng mà tôi đang trắng răng mắt trở mặt. đánh răng rồi rửa mặt. Nè Câu ba là 나는 보통 8시에 아침을 먹습니다. Tôi ăn sáng à tôi chung ăn sáng lúc 8 giờ. Nè. 나는 하루를 시작하기 위해 커피 한 잔을 마십니다.
Tôi uống cà phê để bắt đầu mỗi ngày. Nè, nên ổ xì bố, ý áo hộp xì ấy, chưa cứ nằm gì đã. Tôi đang mặc áo và đi làm đất tin chiều. Nè, nên mấy bác sư rơi tha của nát, có đó sao chứ cái năm gì đã. Tôi mỗi ngày thì xếp sử dụng xe buýt hoặc đi vô làm việc, chỗ làm việc, chú làm việc, tên làm việc. Đâu, tôi đi xe buýt, hàng ngày tôi đi xe buýt hoặc là đi bộ Đi bộ, đi làm, đi vô thì đi làm, bộ đi làm. đi vô thì làm, ok. Nà nên một thùng áo hộp xì 30 phút trường 30 xì đấy tốt chắc không nhỉ đà. Tôi xuống đến khoảng lúc 9:30. Nè, nên ô chọn yếu sĩ bụt to chọn xin xì gắn cái gì ý làm gì đã. Tôi đang làm việc tu 40 giờ đến quay chú, quay chú. Đến giờ chưa? Chờ chưa, chờ chưa, Tôi làm việc chờ chưa, từ 10 giờ sáng đến giờ trưa. Nè. Bộ thông còn nhiều từ quá hầm kề hai gì chọn xin mời mọc xin gì đà. Tôi xuống ăn buổi chiều Một ăn lúc trưa lúc ăn trưa lúc một một giờ một một chiều buổi nhân viên với đồng nghiệp à. đồng nhiều nhân viên đồng nhiều. Chọn xin mù là nó nè nè ý rồi kế số khăm gì đây. Sau chiều buổi chiều tôi làm việc tôi kết thúc không như ta Sau giờ in trưa tôi tiếp tục làm việc, kết thúc làm việc tiếp tôi tục làm việc của kết thúc mình. làm việc của mình ok. Xe gì chứ? Chai vườn hiệu sĩ gửi chuyên truy hầm gì đó. Tôi có nhìn nhận Tôi lớp nghĩ ba không ba chiều chưa khoảng 3 giờ chiều. à Nè, nà nâng, gió cho xì thuê cân hầm gì đó. Gió cho chỗ xì để tôi đi đi nhà tôi đi nhà lúc sau chiều thuê cân, bà ra quẻ thưa cái nào đó chị nhà anh ấy thuê cân tức sân là ta làm bà chị ta ý định bà chào tôi đã làm lúc bài giờ sau chiều tan làm hoặc là nhà nước cho nhau kê hết sức trả nghe cả còn á san chết quý hầm ta. đối đi chơi chút quan chơi chút hoặc đi sản phẩm đi vô rồi tôi Tôi đi đến hết sức trang là hết trang là hết gì sức trang là gì hết sức trang là gym gym nè gym tôi đi đến phòng tập gym vào buổi tối à, hoặc là tôi đi dạo. nè Là nên một thùng y cốc xì 30 phút trường chỉ bê thổ ra sau sau rồi làm gì cả. à tôi chung
đi nhà, về nhà, đi về nhà. Khoảng lúc lúc khoảng 7 Tôi triệu thì 30 phút và đi tắm. dùng đi tắm này, sao ta đi tắm nà nâng gió to si chùm chó nhau cứ yếu đi học còn á tê tê rô bé tai hướng si cứ chú muốn làm gì đà Tôi nào ăn tức tôi ừ, ăn tối. không tắm giờ tôi khoác tôi kia không biết Đôi khi là tôi gọi gọi coi đồ ăn ở bên ngoài coi tôi ăn đi ngài đi ngài coi tôi ở ăn đi bên ngài ngoài đi ngoài ok ở đồ ăn bên ngoài bè tai là tôi ăn đi ngoài là phải ra đồng chí bè tai mình xích tôi ăn đi à, ngàn lần này là nên cho nhóc xích sao TV rơi bổ con à chắc cứ gì cứ mèo yêu view si cứ truy âm gì đã tôi sau sau tôi đã tôi ăn xa ăn tôi yes. tôi xem tivi hoặc đọc sách Tách ni cô ni ừ tôi chẳng cô tôi chẳng rồi nghỉ ngơi nè hưu si cư truy à là đi đi ngủ à đi nổ nè là nên một thông trả ghi cho nè ý mê ý rơi mắc kinh nào của nó internet có xét không gì đã Tôi chú trước tôi đi nu tôi xuống xem thường email xem email mềm hoặc trước khi lúc đi lúc internet lúc trò chuyện lúc internet lúc internet lúa sông lúa sông lúa internet kiểm tra kiểm tra còn xét kiểm tra lướt à lướt lướt internet à lướt 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 xong lướt 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 này lướt là lướt nên Cái đó thay gì? dù ở đâu Shopping, shopping. Lướt. ngôn ngữ thịnh hành đọc là gì nhỉ Ok. này dù hang ngỏ lướt Yeah, là dù hang ngỏ ok, có thể hiểu. Lướt, lướt. dù hang ngỏ Yeah, nè, 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 I guess that. Lướt. Nè, còn xét concept là tìm, tìm. Tìm, tìm còn tìm, xét tìm kiếm tìm, tìm. này là nên cho nhau kề xin vô tư hề kết cho nào đi học còn á muốn cha đời bốn em gì đã Tôi gọi đến tôi với bạn bè tôi hoặc chụp chụp thân 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 tin muốn cha là message thân tin Mình ý nhà tin là gì thân tin mà nhắn tin nhắn tin nhắn tin nhắn tin gửi tin nhắn đấy nhắn tin nè nè nhắn tin là nó một thùng rồi si xăm xích buồn chứ chấm ra gì hết thùng đi đà đối xuống đi nữ khoảng ra gì bốn hết mươi giờ 30 phút phút là nâng tham này rơi nghe do ran si chứ chả mê tầm nhìn à tôi đi nu một khoảng 41 chỗ chỗ chung lại mà chạy chung lại
Đấy, chung lại. Để cho ngày hôm sau À, để. tôi đi ngủ khoảng 11 giờ để cho để chào ngày mới. Nè, hai một một. Để chào ngày mới. Thế ra hai mới, Chào ok. ngày hôm sau. Nè, để go. 잠깐만요. 이거 이번에는 도이세 독 아팅 벳 엠세 노이 가우 아 티앙한 오케이. 아 하이무이 가우 진다 도이 쿠엔 항 나이 투상 덴 도이 티앙한. 티앙한 얘기해 주세요. 인 이곳에 일어납니다. 아, 우예, 우예. 하이무이 가오 젠다 또이 꾸엔 항나이 뚜상 덴 또이. 아, 하이 메이크업. 네. 일상, 아, 일상. 꾸엔은 네, 이상하게. 또이 꾸엔 생활. quên là ngày ý ngoài Yeah. ý sang xe ngoài 29. 20 câu diễn tả thói quen kêu Yeah, hòn tại tuần phiên 20 문장 phiên. Tu sang đến tôi. Tu mùng sang tràng đến tôi. à chim một tơ bằng ca gì Nè. Mô tôi thức dài lúc 5 giờ sang mỗi ngày. 나는 이곱시 아 매일 이곱시 아름 나는 매일 아침 이곱시에 일어납니다. 네, thức dậy. À, sau khi thức dậy, tôi đành lăn tăn xăng và lu mắt chu mắt. Rửa mặt Iranan hù Nanen Iranan hù 이를 닦고 세수를 합니다. Tôi xuống ăn sáng lúc 8 giờ sáng. 나는 보통 아침 8시에 아침을 먹어요. 먹습니다. 네, 또 uống một tách một tách cà phê để bắt đầu ngày mới. 나는 새로운 하루를 시작하기 위해 커피 한잔 마십니다. 네, tôi mắc quan não và rồi thì làm lúc 9 giờ sáng. 나는 옷을 입고 아침 9시에 출근합니다. Tôi đi làm. Ok. Tôi đi xe buýt hoặc đi bộ đến chỗ làm mỗi ngày. 나는 매일 버스를 타거나 걸어서 출근합니다. 네, tôi đến văn phòng khoảng 9:30 sáng. 나는 아침 9시 30분쯤 사무실에 가요. 네, tôi làm việc từ 10 giờ sáng đến giờ ăn trưa. 나는 아침 10시부터 점심 시간까지 일합니다. 네, tôi xuống ăn trưa với đồng nghiệp vào lúc 1 giờ trưa. 나는 보통 1시
À, là nên bột trông Cú cú cho chòm sim à, nè chua chòm sim một có cố han han gì. Ê, trông nhiều từ qua trồng à, nếp trồng nếp chòm sim mỏ còi mọc sừng gì à. chưa là ô hủ ô hành xỉa À, chiều à, ô hù han gì ê, à nè trông nhiều từ qua mò chòm xìm mới mọc xâm gì đà. À, sau khi ăn chua tôi thách thức làm công việc của mình Chòm xìm mù à, nè rưỡi kể sốc âm gì đà. tôi thách thức làm công việc của mình để tôi nghĩ chạy lão nhân là tôi trước lúc 4 3 triệu. Tôi nghĩ chạy lâu nhắn vào vội chứ lúc hôn 3 triệu. Tôi nghỉ giải lao ngắn vào buổi chiều lúc bỏng Nhắn. mà nên xe ô ô xe xì chứ hiu si cười à trai bên hiu si cười truy âm gì đà. Nè, tôi kết thúc công việc và rồi bàn phong lúc tàu diêu Kết thúc công việc là nên giò toi xì giò toi xì ấy y y rơi mặt chi cô và chi bê hoài rồi nè rồi tôi đã in mặt ơi tay tôi thế cân nèo à rồi văn phòng thế cái nào ta rồi văn phòng ok à tôi đến phòng tác trình học đi giao bao với tội nè là nên trò nho kề hết sư chàng nghe cả con à săn chê cười hèo săn chê cười hàm nhì tà nè tôi chỗ về nhá vào khoảng 7:30 tối và tắm rửa nè là nên ý cô mà à trò nhóc ý cốp si xăm xíp bùn chứ chị bê và sao sao quờ rưỡi em nì đà nè tôi nào vô tối ok tin xuống bối đồ ăn ngồi vào phòng 8 giờ tối tôi nấu ăn bữa tối á là nên cho nho giò toi xì chứ giò toi xì chứ mê dồ đi lưới à cho nho cười dồ đi ha còn à tê tê rồ bề tai ấm si cười chung muốn hầm gì đã nè nè tính toán tôi ăn nè tôi xem tivi hoặc đọc sách về thư giãn sau của tôi tôi xem tivi đọc sách sau bữa tối à nè cho đấy trò nhóc huề chi vi rưỡi bồ con à che cư ý cư mèo chỉ cần bố em gì nè nè tôi chúng kiểm tra email hoặc lướt internet trước khi đi ngủ là nên bột thông email rơi mắc kín hà có na internet sư in ở đâu là nên
Chàm Trước khi xì thì chàm chà kỳ trò nề nè một thông ý mê rưỡi hoa kỳ nào có nha internet còn xét ham gì đà nè tôi gọi chén hoặc nhắn tin cho văn vĩ để cho chuyến bao vội tôi. tôi gọi điện tin cho bạn bè đàn ân trò nho kề chim cu từ ế kê trò noa đời hà của na mẹ si muốn cha đời bốn em nhỉ đà Nè tôi chuẩn bị từ ngủ lớp khoảng 40 giờ 30 tôi đàn ân rồi si à trò nhọc rồi si xăm xít buồn chứ chạm cha kỳ lưới si chắc không nhỉ nè tôi đi nữa lúc 11 giờ tôi để tôi dự giác chiều ngày mai này vậy. nên tôi đi ngủ giấc cho ngày mai tham này ủy hết rồi giờ đang trò nhóc giờ đang gì ê chả mươi chả hiểu Để ta thay cho xin tham rồi nè nè chả xin nè mà nhóc ví dụ nè là để đi ngủ là chàm ui mê cha ta đi đi ngủ á đi nữa là là tham gia đâu cả ta tham gia ta chàm cha đó cả đây tà nè nè đi nữa tham gia chàm mê đâu cả thư đà Ê. ca ăn cu có đó chàm chàm mê thùm thùm đà thùm đi đà Biết theo đi nữa thế là tham tham gia đó gần một khoảng gần cái đi bộ anh đi bộ cái nhà đi nữa là tham gia rồi tham gia rồi tham gia rồi tham gia đó cái biết tham phiêu này đi chụp đi chụp chào cài nè nhé Amado yoi kaji konde. một thông còn hoang sinh đi một thông Bây miệt giờ xê chả chả mươi trái mô mấy chỗ lúc không mô mấy chỗ tôi mô mấy chỗ tôi mô mấy một tôi chúng tôi thảo chào làm gì nè giờ đây chúng ta thảo khi con này rồi ít thay xin nhưng mà tôi thức chạy chăm chăm ít chị kỳ ra này mẹ suy yếu năm triệu ô ít chị ra là ý chích sao gì đó này ô ý chích gì đó này ít chị kỳ ra là sao cũng vui hề tôi hốc tắp tiền biết hốc tiền biết do thế là anh xe bếp à nè nè xe việc à chị ít chị kỳ ra là miên 공부합니다. 베트남어 공부하고 그래요. 보통 AI 이용해서 또이 당 수중 AI 내혹 뱅뱃 또이 고 주제 뭐 주제 then 또이 노이뱃 주제 nói chuyện về chủ đề nên tôi viết tích 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 bằng tiếng Hàn và tiếng Việt sau đó tôi đọc tiếng Việt vì tôi có thể in chủ đề tôi có thể học tư vấn của tiếng Việt tôi học tập nhẹ tiếng Việt tôi 들으면서 써요 tôi
nhé trình viết và bôi YouTube think news news think tin tin news 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 ý nghĩa là gì news News, vâng interview interview, phỏng vấn đó. phong vân yeah. News news là News là tin tức. tin tức và phong News. vân né biết À. tôi học tiếng Việt cho hai hai chiếu hai chiếu không Thu si gan. để chúng chỉ cần trong đó cũng không hề hết sức ăn mô mô diêu hai chiều để chúng chỉ cần cùng hề Ây à. tôi muốn cô phát tâm tốt nhất tiếng Việt vì Ừ. vì vì khi tôi sẽ tôi nói tiếng Việt đến phát âm không không tốt nhất nên Inia tôi đã nói thì là khác nhau không different đấy bạn ý nghĩa là 예를 들어서 내가 또이라고 얘기하면 아이란 뜻 나는이라고 얘기했는데 또이 저녁 이렇게 돼 버리는 게 있어요. 땡볕 어려워요. 꼭간 땡볕 라. 오케이. Tiếng Việt đó예. suy vào Hàn không. 한국어로 어려워요. 그거는 수중 땡볕 수중 땡한 두, 제, 넨, 어른 뭐예요? 어른? phát âm à đâu ờ 어른, grown up, 어른, adult, 어른. 어른, người young lớn. to adult, 예. 제, 두, 제, 넨, Khó, khó, khó. oren이에요. 어른. 나이 많은 사람 어른 나이 많아요 나이 Người어려요 lớn, người어른 lớn.어른 아 얼른 야 얼른 then 얼른 예아 오케이 좋아요 아 마지막 요거 읽어주실래요 보태 독 앵벳 Nghe. Việc luyện tập các biểu đạt hàng ngày này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng mô tả thói quen của mình và tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa trong các buổi trao đổi ngôn ngữ. Đây là một cách tuyệt vời để làm cho các cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên và tương tác hơn. viết luôn thật các biểu cách hàng ngày hàng ngày này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng mô tả thói quen của mình và tham gia vào các cuộc trò chuyện có ý nghĩa trong các buổi trao đổi ngôn ngữ. Đây là một cách tuyệt vời để làm cho các cuộc trò chuyện cho nên tự nhiên và chúng ta hơn chúng ta ý nghĩa là gì? Tương tác là trà cung Hay là đúng, là đúng. cái gì nhỉ? Có ai Sang lục kê. san hô trà cung à? Không phải. ok, có thể hiểu. Sang hồ dạy. Okay. 1분 남았어요. 오늘 수고하셨습니다. 네. 잘 네. 쉬세요. 와, 썼어요. 네, 담배. 네.